Có một sự thật đáng buồn trong trận thua của tuyển Pháp đêm qua. Không chỉ những người có thống kê tệ như Mbappe mới khiến Le Bleu dừng bước, thậm chí những cái tên có số liệu thống kê cực đẹp cũng góp phần không nhỏ vào thất bại ấy là Paul Pogba. Anh đã chơi cực kỳ xuất sắc trong suốt 90 phút thi đấu khi ghi một bàn thắng cho tuyển Pháp, nhưng cũng chính anh mắc sai lầm khó tha thứ dẫn tới bàn gỡ hòa cho Thụy Sĩ ở phút cuối trận. Cũng như các trận đấu ở vòng bảng, Paul Pogba tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình trong trận đấu vòng 1/8 Euro 2020 trước Thụy Sĩ. Khả năng kiểm soát bóng, đánh chặn, chọc khe, chuyền bóng tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội của tiền vệ Manchester United đã khiến anh nhận được không ít lời ca ngợi lên mây đến từ các chuyên gia bóng đá. Sau tình huống thủ thành Hugo Lloris cản phá được quả phạt đền của Ricardo Rodriguez, Pogba và các đồng đội của tuyển Pháp lấy lại tinh thần để liên tiếp ghi 3 bàn thắng, giúp đội nhà lội ngược dòng vượt lên dẫn trước 3-1. Đáng chú ý, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 75 của Paul Pogba là một siêu phẩm được thực hiện ngoài vòng cấm. Bàn thắng này tưởng như sẽ nhấn chìm Thụy Sĩ khi lợi thế dẫn bàn được duy trì đến những phút cuối của trận đấu. Nhưng tiền đạo Seferovic một lần nữa đánh đầu dũng mãnh ở phút 81, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, mang lại hy vọng gỡ hòa cho Thụy Sĩ. Điều đáng nói, khi lợi thế chỉ còn một bàn, Paul Pogba vẫn tiếp tục biểu diễn kỹ thuật cá nhân, quá ham giữ bóng và chính anh đã khiến tuyển Pháp phải trả giá ở phút 90. Đó là tình huống Paul Pogba có bóng ở giữa sân, anh tự tin giữ bóng bất chấp việc ba cầu thủ áo trắng đang ập vào. Tiền vệ sinh năm 1993 cũng bỏ ngoài tai lời kêu gọi truyền sang cánh phải của Moussa Sissoko. Pogba không ngờ Christian Fasnacht đã bất ngờ lao lên từ phía sau. Cầu thủ vào sân thay người của Thụy Sĩ tranh cướp bóng một cách hợp lệ để giúp đội bóng áo trắng phản công. Chỉ vài giây sau, đợt lên bóng chớp nhoáng của Thụy Sĩ đã kết thúc bằng cú dứt điểm tung lưới Hugo Lloris của tiền đạo Mario Kavranovic. Pháp bị gỡ hòa đầy cay đắng khi trận đấu đã bước vào phút cuối cùng. Chỉ cần Pogba chuyền cho Sissoko hoặc một đồng đội bất kỳ, đường kim vô địch World Cup gần như chắc chắn kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-2. Pha biểu diễn không đúng lúc của tiền vệ thuộc biên chế Manchester United khiến cả chống cô loa phải bước vào hiệp phụ. Pogba cố gắng chuộc lỗi bằng hàng loạt đường chuyền tạo cơ hội, nhưng Giroud không thể tận dụng. Hai đội hòa nhau 3 đều sau 120 phút. Pháp tiếp tục bị kéo vào loạt luân lưu. Ở lượt đấu quyết định, Mbappe đã không thể thắng nổi sức ép. Cú đá của anh bị thủ môn Jan Sommer cản phá. Đây là trận đấu mà nếu Pháp giành chiến thắng, Pogba chắc chắn sẽ được ngợi ca lên mây. Nhưng chỉ vì lối đá cá nhân, thiếu sự chắc chắn cần thiết mà Pogba đã khiến đội nhà phải trả giá khi bị loại sớm ở vòng 1/8 bởi một đối thủ được đánh giá dưới cơ hơn mình rất nhiều. Đây là bài học đắt giá cho cá nhân Pogba và cả tuyển Pháp, chỉ vì những tình huống màu mè không đáng có.